Có hai quả. Đấy, các bác là hôm nay về nhà bố vợ thì quay một số cái cây của nhà ông ngoại nha. Các bác xem. Đấy, bây giờ là ông ngoại chỉ có mấy cây xanh thôi. Đó, ông chỉ là phôi chưa có cái gì nó đặc biệt, nhưng mà sau này chắc về xin mấy cây để làm lại. Thì các bác xem nó có được không nhá. Đấy, nó hơi to, chắc xa xa tí. Toàn là xanh dáng làng thôi. Xanh dáng làng. Ông mới cắt đấy, nhưng mà nó chỉ phôi cũng ông bận không không làm được. Đấy thì đầu tiên là cây này nhá. Nói chung là dáng dấp bên này là ok rồi. Ông trồng từ lúc có hạt cơ. Đấy thì bây giờ nó như này rồi. Thân thế là ok rồi này. Thấy cây này là thân thế là ok rồi. Tay tán thì nó chưa được lắm, nhưng mà chắc cần thời gian nhiều. Đấy. Theo ý của tôi là cái ngọn này phải cắt đi. Hai cái ngọn, hai cái cành này này là nó không hợp lý. Cắt đi. Xong rồi mình giật, có thể cắt đến đây, mình giật cái ngọn nó lắt léo một tí. Đấy thì nó sẽ không bị cứng như này, mà nó đang bị cao quá. Các bác có thấy như thế không? Đây cái đoạn này này. Cái đoạn này nhá. Đấy nó không hợp lý. Còn các cái cành ở phía dưới này thì ok rồi, phân cành là được rồi. Nhưng mà tán thì là không ok, vì là tôi nghĩ là ông không có thời gian nhiều. Xanh tháng là bệ khá là ổn, bệ rất ổn, bốn phía đều rất ổn nhé. Đấy, hôm nào về xin các bác ông bỏ. Rồi. Ôi mày, có ông mèo này cũng biết thưởng thức đấy. Đây, ông này ngồi đây làm cái gì? Cây nữa, cây này thì rườm rà quá, nhưng mà nó cũng chắc cần thời gian nhiều cho nó một số cái rễ nó to hơn. Với lại tay tán, nói chung là chưa có gì, vẫn chỉ là phôi thôi. Nếu mà vào tay tôi cắt hết đến đây để là làm nó kỹ hơn những cái khẩu khẩu này này, làm bông tán theo lối mới thì chi dăm cho đến cành thân là đều phải kỹ, như thế mới chơi được, như thế mới gọi mấy 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 lâu dài được. Đấy, nhìn nó buông là khiếp, giống này giống xanh quê, nó buông dễ khiếp, xanh quê đấy, toàn là xanh quê. Tí nữa quay cây Nam Biển, có một cây Nam Biển rồi. Đấy, tôi thích cái cây này nhất đấy. Bên này có một cái xanh quê, nhưng mà bệ thì cực đẹp, nhưng mà tay tán thì hỏng hết rồi, phải làm lại hết. Nhưng mà chắc cụ định làm dáng cổ, nhưng mà tôi thì cây này thì tay tán này là không ok, chắc phải cắt đi hết. Nhưng mà được cái bệ thì rất rất là ok. Bác nhìn này. Đấy, tứ phía đều rất là đều, rất là ổn. Đấy, hoàn toàn thả rông ấy chứ chả chăm sóc chôm chút gì cả. Đấy, tay tán cũng chưa có gì, nói chung là chưa có cây nào kỵ. Thế nhưng mà để mà nói phôi thì là rất là ổn rồi. Đấy, các cụ ngày xưa hay hay làm cái kiểu này, thật ra cũng không phải nghệ nhân nghĩ được gì đâu các bác, nhưng mà cứ học hỏi qua nhau thì làm, thấy nó ok thì làm được, nhưng mà nhiều khi nó không chuẩn. Đấy, bệ này thì được cái bệ cực kỳ tốt. Đấy, bốn phía đều rất ổn, nhưng mà tay tán thì lại vứt đi rồi. Tay tán cực kỳ không hợp lý. Đấy, nào mà có dịp mình tôi về làm lại, cùng ông làm lại hết. Dù sao là làm cây thì phải có đôi người, người này góp ý thế kia, người này góp ý thế kia, thì nó nhiều khi nó ra những cái ý tưởng hay. Cứ để như này thì một mình cũng nhiều khi cũng lười. Đây, đôi này này. Rồi đến một cái cây làng nữa. Cái này thì khá già rồi, già hơn cái cây kia. Ừ.
Quanh gốc thì các cụ để hay đắp những cái xỉ than để cho rễ nó kỳ quái một tí, mà nó ôm vào sau nó càng ngày nó càng quái. Tổng quan cây này các bạn nhé. Đấy. Thì nói chung là vẫn chỉ được cái thân, cái phôi thôi. Đây tán phân chia là ổn rồi, làng rồi, đậm chất làng rồi. Chứ còn bông với lại cái này, có cái vấn đề mà tôi có ý với cụ là như này. Từ cái phân chi thứ nhất này này, rồi đi là hỏng rồi, là mất đi rồi, vì là các cụ chỉ chú ý là chơi tán thôi. Nhưng mà bây giờ là nghệ thuật cao là phải chơi bông tán, chơi tắt chi dăm cho đến không tính gốc kiếc thì không nói rồi, bông tán chi dăm là phải kỹ rồi. Đấy, cho nên là chỗ này này các cụ đang để rất là đơn điệu, mà tán thì nó thật là rườm rà. Đấy, thì có dịp thì mình có khi là mình về mình làm lại hết thì nó, nhưng mà tất nhiên là nó rất mất rất nhiều thời gian, nó không thể nhanh được như cái lối chơi này. Đấy. Cây này đúng là mà làm cái cây là cây long thì được, nhưng mà nó lại bị hỏng mất cái đoạn gốc. Nếu mà muốn làm cây long thì bỏ hết những cái rễ kia đi. Đúng là nó là dáng long cổ ấy, nhưng mà cái ngọn nó lại không hợp lý. Đúng là làm được cây long, nhưng mà cây long này thì nếu mà muốn làm cây long thì bỏ hết cái đoạn này đi, vạt hết, đục hết đoạn rễ, nó rườm rà quá. Đấy, các bác xem thấy nếu mà đúng tôi nói đúng thì có ý, nếu không thì phải sửa cây này, bởi vì nhìn các bác nhìn cái ngọn nó không hợp lý thế nào. Đấy, cũng chả có thời gian lắm, bây giờ làm đông con nhiều cháu. Đấy, cây long nó là dáng long, còn bây giờ mình cứ sửa thì dáng khác thì nó mới ok được. Hoặc là nếu mà để dáng long thì tôi theo tôi là cắt hết những cái rễ kia để cho nó lộ cái thân cong ở dưới nó mới đúng là long. Đấy. Xanh thì về quê Nam Định Thái Bình là nhất rồi, Hải Dương. Đây, ra đây xem một cây, một dãy ngoài này, nói chung toàn phôi rồi. Vậy ngày xưa cụ những cây đẹp cũng bán hết rồi, toàn phôi rồi. Đấy, có khi còn chả chăm chút gì, chết mỡ, chết nhiều, chết hoặc là nó rạc, chết chi chết chăm thôi, chứ xanh nữa nó chả chết được. Đấy, cây này phôi. Nếu mà tay nghe mình về cắt đi là ngon đấy, nhưng mà bây giờ to quá không chở được về. Này, ra chợ là cũng có tiền đấy. Này, con này thì ngày xưa tôi về tôi thấy nó rất ok, nhưng bây giờ nó rạc hết rồi, không hiểu sao nó cụ cứ bỏ hoang ấy, rất là phí. Kiểu như phong trào cái cây cảnh bây giờ nó mất giá, mấy năm gần đây còn tầm gần chục năm đổ lại đây nó mất giá. Đấy, cho nên là các cụ bỏ, nói chung là bỏ, lên thì lên, sống thì sống, không sống thì thôi. Đấy, cây này mà làm cây, đúng là mà làm cây trực hoành ấy thì cực kỳ ổn. Cây này làm cây trực hoành cực kỳ ổn, rất già rồi, bể rất ok. Trực hoành này, cái thân nó bị ấy, bị cháy hết rồi, nhìn nó bị cháy hết rồi, bị cháy hết. Cho nên cây này mà muốn chăm rồi cắt đi xong rồi bón nó vào, làm cây trực hoành cực kỳ hay. Làm một cái này nếu mà chơi lông giống này phải một đôi hai bên có cái cành hoành đấy rồi, nhưng cành hoành cũng đang bị cháy, rất là tiếc. Hoành rất là tiếc. Cây này ngày xưa tôi về tôi nhìn thấy rất là đẹp, lâu không để ý, rất là tiếc. Đấy, cực kỳ tiếc. Kia cái thùng là hàn. Đây nữa, con này thì chưa có gì để nói lắm, chưa có gì. Mà mình anh em mình ở đây thì có khi là cắt được đôi cái tay làm những cái cây bonsai thì cực đẹp, nhưng mà bây giờ thì cụ chỉ chơi lối cổ thôi, cụ không biết bonsai. Đấy, cho nên nhiều khi góp ý nó cũng khó. Đấy, ông này cũng rườm rà lắm.
Vì là các cụ chỉ chơi học hỏi nhau thôi, mình đam mê chơi học hỏi chứ chưa không gọi nghệ nhân gì cả. Nhiều khi làm cây nó cũng khá là hài hước. Đấy, ví dụ là tay tán cây này nó buồn cười. Chưa có gì. Đấy. Vậy đa phần là bỏ hoang ấy, là không chăm chút gì. Cây này cái bệ tương lai rất là ok đấy. Bệ tương lai rất đẹp đấy. Rất đều, dễ, không có cái nào to quá. Cái nào cũng rất đều. Đấy. Thì cây này nó khá tương lai các bác. Rất thích cái gốc của cây này. Với cái bệ của cây này. Rất nhiều kịch bản cho nó, làm cây trực hoành, trực huyền hay là đều rất ok. Chứ cái dáng này là tôi không thích rồi. Chung là tôi góp ý nhiều, sẽ góp ý nhiều. Các cụ thì mỗi người phong cách cây của cụ mà, mình làm gì có quyền. Đấy, cây này cây rất hay, cây ngũ phúc. Bác nhìn rất xanh tốt, cây này rất xanh tốt. Cây ngũ phúc. Cây này rất ok này. Rất ok. 1 2 3 4 5 5 cái tay rất đều nhau nhá. Đấy, thì lại một vấn đề nữa của các cụ mà không phải nghệ nhân ấy mà cứ hay chơi kiểu ở quê thôi, thì từ cái chi thứ nhất trở lên này này đến cái phần phân tán này rất là nó không có cái kiểu như là nó đang bị đơn điệu quá, không có cái lắc lượn đấy. Mà các cụ tất nhiên là làm cái kiểu này thì thả thôi, thì thả lên thôi, đôi khi cắt giật đôi cái thôi thì để là nuôi bông thôi, thì nhiều khi nó không không có nghệ thuật cao như 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 ở kiểu lối chơi bonsai bây giờ, thì đòi hỏi nghệ thuật rất cao. Bệ này rất ok rồi, bệ này các bác nhìn này, năm cái tay rất là hợp lý rồi. Vấn đề gì là bông chia tán theo lối mới bây giờ hay là lối cổ, thì tất nhiên là cái đoạn mà từ tính ra là phần hết phần thân bệ gốc trở lên đến đây tán là nó phải, thứ nhất là nó phải mịn, thứ hai là nó phải không bị cứng. Chỗ kia rất là cứng, rất là đơn điệu, nó không có cái nghệ thuật cao đấy. Còn cây này mà làm á thì rất là hay, vì rất là cây này rất là lực, rất là khỏe, làm sẽ rất nhanh. Cực kỳ thích cây này. Tất nhiên không phải cây của mình xin thì được thôi, nhưng mà bây giờ nhiều khi nó của cụ mình xin thì nó cũng hay bị vô duyên, mà bây giờ mà về mà cứ cắt của cụ đi thì cũng không phải cho lắm. Cụ có khi nhiều khi cụ không thích cái lối cây của mình đấy, các bác thấy nhé. Đấy rồi, cây ngũ phúc đây. Cái ông này thì không có cái gì để nói, không có cái gì để nói. Bây giờ thì sang quay cái cây nam điền, cây nam điền kia.